Thưa quý vị, để phục vụ khách trong mùa du lịch cao điểm, đặc biệt là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, thành phố Đà Nẵng đã và đang nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là tại các cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có việc đảm bảo cách ứng xử, thái độ phù hợp với khách khi có phản ánh cũng như khi có tình huống xảy ra tại cơ sở. Tại các khách sạn 4 sao nằm trên đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, hiện công suất phòng đạt khoảng 40-50% trong tháng 6, chưa có tình trạng khách quá tải hay full phòng. Để đảm bảo phục vụ khách trong mùa du lịch cao điểm cũng như dịp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, các đơn vị đều chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt là việc xử lý tình huống với khách nếu có sự cố xảy ra tại khách sạn. Tiêu chí của Brilliant chúng tôi luôn luôn là sự hài lòng của khách hàng và trải nghiệm là quan trọng nhất. Thế nên nếu mà có vấn đề gì do lỗi của nhân viên khách sạn thì chúng tôi sẵn sàng không thu tiền của khách. Đấy cũng là một cái điều mà chúng tôi làm từ những lúc mà đã mở cửa đến nay. Và tiêu chí của sạn trong việc giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến khách hàng, nó làm sao nó hài hòa lợi ích giữa khách hàng và của khách sạn, để làm sao cảm thấy là kỳ nghỉ của khách nó không bị những cái vấn đề sự cố xảy ra ảnh hưởng đến cái nghỉ của khách, và để cho khách có những cái cảm nghĩ tốt đẹp về khách sạn giống như thành phố đáng sống của thành phố Đà Nẵng. So với các khách sạn ven sông Hàn thì khách sạn ven biển lại được nhiều du khách lựa chọn hơn trong mùa du lịch cao điểm. Một khách sạn ven biển cho biết công suất buồng phòng chiếm tỷ lệ khoảng 60-70% và dự kiến sẽ lên đến 90%. Và với lượng khách gia tăng như vậy, không tránh khỏi sẽ có những phản ánh của khách nên cần phải được xử lý ngay, kịp thời. Mình phải nắm bắt được tâm lý của khách hàng và giải quyết với khách hàng ngay tại chỗ. Và thứ hai, để làm khi khách của mình sử dụng dịch vụ, khi mà rời đi khách sạn thì cảm thấy rất là hài lòng nhất. Và để cho khách hàng cảm thấy rằng chất lượng dịch vụ của khách sạn luôn luôn được chú trọng. Hiện nay, số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đều đảm bảo phục vụ du khách. Sở Du lịch thành phố đã công bố số điện thoại đường dây nóng tổ phản ứng nhanh 0919-247-009, trung tâm hỗ trợ du khách 02363-550-111, đồng thời cũng triển khai nhiều hoạt động sâu để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách một cách tốt nhất. Thời gian vừa qua thì Sở Du lịch cũng đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các cái doanh nghiệp để tổ chức nhiều các cái lớp bồi dưỡng tập huấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn kiểm tra để đi thực tế nhắc nhở các cái đơn vị kinh doanh du lịch, chúng ta có cái tập trung vào cái việc cải thiện cũng như là phát triển cái chất lượng sản phẩm du lịch. Thực tế thì thái độ ứng xử phục vụ du khách, xử lý tình huống, phản ánh của khách rất quan trọng để họ cảm thấy an tâm, an toàn khi trải nghiệm du lịch tại thành phố. Và trên hết là để lại ấn tượng thiện cảm với khách, để du khách có thể chọn Đà Nẵng là điểm đến trở lại trong những lần tiếp theo, cũng như là cầu nối giới thiệu với nhiều người đến du lịch Đà Nẵng.